Đây là chiếc xe tải chở 23 cục đá với trọng lượng khoảng 20 tấn, không có nguồn gốc hợp pháp do Phạm Bá Bảo, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, điều khiển, vừa bị công an huyện Đức Trọng lập biên bản tạm giữ. Toàn bộ số đá này được vận chuyển từ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà đến thành phố Bảo Lộc. Đến cây số 6 thuộc địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng thì bị lực lượng công an huyện Đức Trọng tuần tra và đưa về trụ sở để giải quyết. Dù được xác định ban đầu là loại đá xanh thông thường, nhưng nếu không thực hiện tốt công tác quản lý sẽ dẫn đến tình trạng thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách nhà nước. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra làm rõ. Dạo qua các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp các lời chào mời làm biển số xe giả công khai với nhiều lời hứa hẹn hấp dẫn như biển số xe được làm thủ công, có quốc huy, có phản quang nhằm qua mắt cơ quan chức năng với mức giá dao động từ 100